Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc Hyundai Kona. Chiếc này của em là phiên bản 1.6 Turbo, sản xuất năm 2019, màu xanh, biển số Sài Gòn. Chiếc xe của em chạy được 27.000 km. Mọi người lưu ý của em nhé, đây là phiên bản 1.6 Turbo, bản cao cấp nhất của Hyundai Kona mọi người nhé. Chiếc này thì màu nó hơi khác so với tất cả những chiếc xe còn lại một chút. Đây là chiếc xe màu xanh. Màu xanh này thì cũng không có quá nhiều trên thị trường đâu ạ. Màu này thì đa số là anh chị nào hợp mệnh thôi thì thích màu này. Hoặc là một số anh chị nào mà chuyên chỉ thích xanh thôi thì có thể ngắm chiếc xe này của em nhé. Vì là thứ nhất là chạy ít, chạy có 2.7 thôi. Thứ hai nữa là xe sử dụng động cơ 1.6 turbo, mà giá thì nó chỉ xem xem với cả động cơ 2.0 thôi, khá là hợp lý đấy ạ. Hiện tại nhé mọi người nhé, nếu như mà bản 1.6 turbo này này thì sẽ được sử dụng chung cái máy của Hyundai Tucson mọi người nhá. Sử dụng chung máy với Hyundai Tucson của đời 2019-20 đấy. Tiền thì Kona nhưng mà lại được sử dụng máy của Tucson. Khá là hợp lý đấy, cái màu xanh này rất là đẹp. Mọi người nhìn nó rất là bóng luôn ạ, vì xe em đã cho spa rồi. Với cái giá tiền hiện tại bên em bán ý, thì nó rất là sát với cái bản 2.0. Bản 2.0 hiện tại thì giá cũng xem khoảng trên 600 triệu. Chiếc này của em nhỉnh hơn một chút thôi, cụ thể thì lát em sẽ công bố sau. Bây giờ cho mọi người ngắm qua một chút đã, sau đó thì vào bên trong xem. Màu xanh biển Sài Gòn mọi người nhá. Biển Sài Gòn đi sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu lệ phí cấp biển đâu ạ. Và duy nhất nha mọi người nhá, duy nhất chỉ có bản 1.6 turbo này được sử dụng cửa sổ trời thôi. Lát nữa thì em sẽ quay vào cửa sổ trời để cho mọi người xem. Tất cả các nỉ ở đây còn nguyên mới này. Lốp sơ cua thì chưa hạ. Trên những chiếc Kona này thì em lại đánh giá khá là cao những cái dòng này. Vì em thấy là nó ở một chiếc crossover cỡ nhỏ, phân khúc hạng A crossover, nhưng mà lại được sử dụng động cơ của Tucson, tức là phân khúc hạng hạng C đấy ạ. Phân khúc hạng C. Xin lỗi mọi người, phân khúc hạng B trên crossover. Rất là mới đúng không ạ? Nội thất bên trong thì khá là ok và ổn. Vì là chiếc xe này gầm cao mà lại giá tiền thì rất là rẻ. Hợp lý ở tầm tiền. Vừa khuôn tiền. Đấy. Nội thất bên trong rất là mới luôn. Xe chạy có 27.000 km thôi. Xe chạy ít, cái nội thất bên trong nó rất là mới và đẹp. Họ rất là giữ. Vô lăng của xe đấy ạ. km. Có ABS này, có cảm biến áp suất lốp và có đầy đủ những cái công nghệ của một chiếc xe siêu lướt đời cao. Kỳ bảo dưỡng tiếp theo tại 31.700 km mọi người nhá. Đó. Hiện tại đang là 27.000 thì đi khoảng 3-4.000 nữa là mình phải bảo dưỡng rồi.
3-4 nghìn là rất là hợp lý, tức là họ mới bảo dưỡng xong thì cũng khá là tiện lợi. Trên bản 1.6 turbo bản cao cấp này thì còn có cả sạc không dây chuẩn QI ở đây. Đó, rất là tiện lợi đúng không ạ? Thêm nữa thì sẽ có chip cảm biến này và có chế độ lái. Thì sẽ có 3 chế độ lái: Comfort, Eco và Sport. Đó, 3 chế độ lái để cho mọi người lựa chọn. Ghế này rất là mới, thật sự là rất là mới. Đó, camera lùi, hướng dẫn góc lùi theo xe. Có đề nổ start stop. Và đặc biệt hơn một chút thì ở đây có cảnh báo điểm mù chân gương. Đó, rất là tiện khi mà chúng ta lái xe thì sẽ có cảnh báo ở phía trước thì chúng ta. Có gửi số vô lăng. Bên đây thì có đèn auto và gạt mưa auto. Hợp lý ở tầm tiền. Rồi, bây giờ thì em sẽ báo giá luôn để cho mọi người cùng tham khảo về chiếc xe này nhé. Hiện tại chiếc Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo, sản xuất năm 2019, màu xanh, biển số Sài Gòn. Xe của em chạy được 27.000 km, rất là mới. Hiện tại thì chiếc xe bản 1.6 turbo này bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 650 triệu mới nhá. 650 triệu ạ. Giá này thì có thể thương lượng với mọi người một chút. Nếu như anh chị nào thiện chí với chiếc xe này của em thì vui lòng alo cho em. Và bên em thì sẽ hỗ trợ mọi người vay đến 70%, giao toàn quốc cho tất cả mọi người khi mua dòng xe này của bên em. Sơn zin của chiếc xe này còn rất là nhiều nên là quý anh chị có thể yên tâm. Về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rơi vào khoảng trung bình khoảng 7 lít trên 100 km mọi người nhá. Xe này thì được lắp thêm khá là nhiều đồ chơi rồi. Ví dụ như là có body kit trước sau, có mạ chrome hai bên đó. Nội ngoại thất thì đều không thể chê vào đâu được. Chiếc xe này rất là mới. Đó, đây là cánh cửa ở bên phụ. Rồi, địa chỉ càng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mọi người nhá. Anh chị nào ở gần đây thì có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp để xem xe và chạy thử. Còn nếu như anh chị nào mà ở xa thì có thể inbox cho em qua Zalo hoặc Facebook của em. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe để cho anh chị tham khảo và trải nghiệm về chiếc xe của bên em qua hình ảnh và video. Anh chị mà muốn lên đây xem xe thực tế nếu ở xa nhé, mọi người vui lòng alo trước cho em để em sắp xếp công việc và tiếp đón anh chị được chu đáo hơn. Em ở ngay con phố Trần Thái Tông, Thành Thái, gần với cả bến xe Mỹ Đình. Nếu như anh chị đi xe khách thì vui lòng alo cho em sắp xếp người ra bến xe Mỹ Đình đón quý anh chị luôn. Đó, từ bến xe về cách chỗ em khoảng 1 km thôi, khoảng mấy chục ngàn tiền xe ôm thôi, rất là tiện lợi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.